Bản tin dự báo thời tiết khu vực Nam Bộ và tỉnh Đồng Tháp đêm nay 25 tháng 8 và ngày mai 26 tháng 8. Khu vực miền Tây Nam Bộ, mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và chiều tối có mưa rào và rải rác có dông, có nơi mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Trong cơn dông cần đề phòng gió giật mạnh, lốc sét và mưa đá. Nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ. Khu vực tỉnh Đồng Tháp, thời tiết khu vực các huyện đầu nguồn, mây thay đổi đến nhiều mây, đêm có mưa và dông rải rác, ngày nắng gián đoạn, trưa chiều và tối có mưa rào và có nơi có dông, có nơi mưa vừa mưa to. Trong cơn dông cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh, gió Tây Nam cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Thời tiết khu vực các huyện cuối nguồn và nội đồng, nhiều mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và rải rác có dông, có nơi mưa vừa mưa to. Trong cơn dông cần đề phòng gió giật mạnh, lốc sét và mưa đá, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Thời tiết khu vực thành phố Cao Lãnh, mây thay đổi đến nhiều mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng gián đoạn, trưa chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, có nơi mưa vừa. Trong cơn dông cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh, gió Tây Nam cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ. Bản tin thủy văn, mực nước thực đo ngày hôm qua 24 tháng 8 tại trạm Tân Châu 2m35, mực nước dự báo ngày mai 2m27 xuống 8cm. Tại trạm Hồng Ngự 2m38, mực nước dự báo ngày mai 2m30 xuống 8cm. Tại trạm Sa Rài Tân Hồng 2m19, mực nước dự báo ngày mai 2m13 xuống 6cm. Tại trạm Tam Nông 1m75, mực nước dự báo ngày mai 1m72 xuống 3cm. Tại trạm Trường Xuân Tháp 10 1m37, mực nước dự báo ngày mai 1m35 xuống 2cm. Tại trạm Cao Lãnh 2m, mực nước dự báo ngày mai 1m83 xuống 17cm. Tại trạm Sa Đéc 1m90, mực nước dự báo ngày mai 1m76 xuống 14cm. Nhận định 5 ngày tới, mực nước tại khu vực các huyện đầu nguồn và phía nam xuống dần, mực nước khu vực nội đồng Tháp 10 biến đổi chậm.